안녕하세요. chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây là kênh YouTube giúp cho các bạn học giỏi tiếng Hàn với rất là nhiều những các cái video về giảng dạy các bài học tiếng Hàn. Hôm nay thì mình tiếp tục cái nội dung luyện đọc trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2 các bạn nhé. Và mình đợi cái cây bút nó hiện lên rồi bắt đầu mình sẽ vào bài tạng các bạn nhé. Hơi chậm một tí. Rồi ở đây hôm trước mình đã làm đến bài số 6 rồi, xong rồi bắt đầu mình lại nhảy qua làm cho xong cái video, cái chuỗi video về giao tiếp tiếng Hàn. Thì bây giờ nội dung về giao tiếp tiếng Hàn đấy thì mình đã chuẩn bị khá là đầy đủ cho các bạn rồi. Các bạn có thể vào trong danh sách phát đó để mà các bạn tìm là tiếng Hàn văn phòng. Cái tên danh sách nó là tiếng Hàn văn phòng các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần bài đọc cho sơ cấp 2, tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2. Bài số 7, chân hoa các bạn nhé, điện thoại. Rồi, chúng ta cùng xem nào. Dưới đây là tin nhắn nhận qua điện thoại. Nhà chúng ta nhớ đây là tin nhắn nhé. Hãy đọc và trả lời câu hỏi. Để mình phóng cho nó to lên một tí nào. Rồi, đây. Cái tên nhỉ. Rồi, bây giờ cái đoạn thứ nhất nè. Trần hoa B1. Cái chữ memo này á, trần hoa có nghĩa là điện thoại đúng không? Memo thì nó giống như kiểu là một cái thông điệp hoặc là một cái tin nhắn các bạn nhé. Hoặc là một cái ghi chú nhỏ nhỏ lại hơn, nó chỉ khoảng một cái tờ nhỏ 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 xíu vậy thôi nè ha. Thì ở trong đây cụ thể là tin nhắn ở trong điện thoại ha. Ichiunshi ke. Ke này á, ke này chính là gì ạ? Kiểu gửi cho ai đó ha. Trong thư á, thì thường chúng ta sẽ dùng cái từ này sau cái tên của một người. Ví dụ như là chúng ta gửi cho giám đốc thì chúng ta sẽ dùng là sa chang nim ke. Sa chang nim ke, gửi cho giám đốc ha, gửi đến giám đốc cách ra, xong rồi chúng ta gần luôn đi nhờ, quên mình đã nhầm, đâu có chữ si gì đâu. Sa chang nim ke. Sa 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 sa, xin lỗi xin lỗi. Sa chang nim ke đó, thì cái chữ ke này á nó đứng đằng sau luôn cái danh từ, và ke này là kính ngữ của ek các bạn nhé. Ke này nè, nó là kính ngữ của ek ha, cho gửi đến cho ha. Rồi Ichihun, Ichihun. Cái tên này khi phiên ra tiếng Việt á, chúng ta sẽ có là y á thì là họ Ly ha, họ Ly. Chi á mà chữ chi ít mà không có dấu phẩy ở trên á thì chúng ta sẽ phiên nó thành chữ G này ha. Còn nếu mà chữ chi ít này á thì chúng ta sẽ phiên nó thành chữ CH đó các bạn ha, CH. Còn hun này á, chúng ta sẽ để nó là hun, hoặc là hai chữ o hoặc là chữ un cũng được, đều được các bạn nhé. Bạn nào á mà thắc mắc là tên của mình tiếng Việt á phiên qua tiếng Hàn như thế nào thì các bạn có thể để ở dưới phần comment của cái video này, và mình sẽ phiên tên của các bạn qua tiếng Hàn giúp cho các bạn nhé. Rồi tiếp theo câu đầu nghĩa là gì? Gửi cho Lee Chi Hun ha. Han chi e Vietnam 사람 남씨가 비행기표 시간을 바꾸려고 전화했어요. Xóa bớt cái này đi cho đỡ rối. Rồi chúng ta cùng xem nào. Chủ ngữ của nó, các bạn thấy ân y can ở đâu? Ân y can ở đâu? Không có ân nhưng mà có y can đúng không? Chữ ca nó mãi tới chỗ này nè. Han chi e Vietnam 사람 nam shika ha, thì lại tức là gì ạ? Cái người, cái anh nam là cái người Việt Nam á, Vietnam Saram là người Việt Nam, nam shi ha. Thay vì chúng ta nói là gì? Vietnam Saram in, y tá, định ngữ là in nhá các bạn, in nhá. Tại mình để con chuột ở trên giường của mình á, mình viết chữ nó xấu. Nên là nó lúc lúc dài lúc ngắn vậy. Tức là gì ạ? Cái chủ ngữ của này là các anh nam là người Việt Nam đó, chúng ta có thể bỏ bỏ bớt những cái yếu tố thừa đi ha, bỏ bớt đi. Đây là tin nhắn mà chúng ta có thể viết tiết kiệm cái ký tự lại ha, tiết kiệm lại.
Rồi. Bihanki là máy bay. Còn cái từ pyo là gì ạ? Vé. Bihanki pyo là vé máy bay. Chúng ta có thêm từ shikan. Shikan là gì? Thời gian. Khi mà chúng ta đặt vé máy bay thì luôn có những cái thông tin về thời gian, về chuyến bay ha. Cái mã số của cái máy bay đó chẳng hạn ha. Rồi cái tên của cái hãng hàng không đó. Thì ở đây thì cái mà họ nhắc tới là pyo, Bihanki pyo shikan. Đó là gì nhỉ? Cái thời gian của cái vé máy bay ha. Ví dụ như anh đặt lúc chiều đi ha. Chiều là 1 giờ. Thì bây giờ anh ấy muốn đặt chuyển sang giờ bán tối chẳng hạn ha. Thì đó, nó sẽ thay vẫn là cùng hãng đó ha, nhưng mà người ta muốn đổi cái giờ bay thôi đó ha. Rồi. Cái đầu tiên là gì? Hanshie có nghĩa là vào lúc 1 giờ. Vào lúc 1 giờ ha. Rồi, unrul thì là biểu thị cho tiểu từ tân ngữ nhỉ, đứng sau cái tân ngữ. Kakuta là thay đổi ha. Ryoko chuyển hóa hết rồi. Chúng ta có này, động từ cộng với lại Ryoko nhá. Ryoko xong rồi lại cộng với lại một cái động từ nữa thì nó có nghĩa là làm cái gì. Đây là động từ số 1 này ha. Để mà, xong rồi chúng ta dịch ngược lại. Ryoko lúc này có nghĩa là chỉ mục đích. Để mà, xong rồi mới đến cái động từ kia ha. Dịch là 1, 2, 3. Tức là làm gì để mà đạt được cái mục đích gì nha. Tức là anh này đã gì? Gọi điện đến để mà thay đổi cái thời gian của cái phiếu, cái vé máy bay vào lúc 1 giờ chiều ha, vào lúc 1 giờ. Đấy. Rồi, câu thứ hai. Làm shika lại chủ ngữ thế này ha, làm shika. Hyute chân hoa ka opseoseo jip chân hoa banoreul nyakkyeosseunida. Chúng ta có là gì? Anh Nam sao nhỉ? Hyute chân hoa là gì? Hyute á bạn. Cái chữ hyute này nó thường mang cái tính là cầm tay nha. Hyute có nghĩa là cầm tay. Chân hoa là gì? Điện thoại cầm tay, điện thoại di động ha. Opseoseo là gì ạ? Ập tà cộng với lại ơ so ha. Vì là anh Nam này không có điện thoại cầm tay cho nên là anh ấy đã làm gì? Chip chân hoa bồn hồ là gì? Chip là nhà, chân hoa bồn hồ là số điện thoại ha. Cái số điện thoại của nhà. Rồi làm gì nhỉ? Đám khi tà nắm kia xin tà quá khứ ha. Chúng ta có ơn rừng đọc danh từ nha. Danh từ cộng với ơn rừng lắm. Nam khi tà có nghĩa là để lại cái gì. Nam nhá, n này, nam kita. Cái từ này nguyên gốc của nó là để lại cái gì. Nếu như mà là tin nhắn á thì chúng ta sẽ dùng là để lại tin nhắn. Còn ở đây là gì? Để lại cái số điện thoại, ghi chép lại, lưu lại cái số điện thoại. Ở đây hành động không phải là lưu lại đơn thuần như kiểu chờ trang ha tà đâu. Chờ trang ha tà thì nó chờ trang ha tà như dạng này nè. Chờ trang ha tà như kiểu như là mình lưu lại xong rồi để đó, mình dùng, đa số là mình dùng nhiều hơn hoặc là mình cất đi cho mục đích của mình. Nhưng mà nam ký tả thường là để lại cho người khác. Ví dụ như là mình để lại số điện thoại cho người kia, mình để lại cái tin nhắn cho người kia, mình để lại cái thông báo gì đó cho người kia thì chúng ta dùng nam ký tả nhiều hơn ha. Còn chờ trang ha tả là lưu cái gì đó lại, và thường là mình sẽ là người dùng hoặc là những người lân cận mình dùng, tức là mình cũng có lợi ích từ nó ha. Rồi, cái số này nhá, số điện thoại thì có rồi đúng không? Khu pan chữ dục. Chữ này, cái dấu ngạch này chúng ta sẽ đọc là gì? Tashi ha, tashi. O sam sa sam imnida. Đó, khi mà chúng ta diễn tả cái số điện thoại thì chúng ta cứ để nguyên một dãy số điện thoại, sau đó thêm chữ imnida vào là được ha. I be mo pomyang. Nếu như mà bạn đọc được cái tin nhắn này hoặc là cái thông điệp này ha, thay vì chúng ta nói imemorul bomyon ha, chúng ta sẽ bỏ bớt cái tiểu từ tân ngữ unrul đi ha. Pali namshi chipro chân hoa hay chụp xeo ha. Nếu mà bạn làm sao nhờ đọc được cái tin nhắn này thì hãy nhanh chóng làm sao nhờ gọi điện thoại đến nhà của Nam giúp tôi. Bởi vì sao? Có từ hechuseo là hãy làm gì đó giúp cho tôi ha. Chứ người này không tự làm được, người này không tự làm cái việc đó được, cho nên chúng ta sẽ dịch là làm gì đó giúp cho ai.
Hair to Seoul là mang tính nhờ vả đấy. À, người gửi cái tin nhắn này là Kim Soyeon ha. Kim Soyeon chúng ta sẽ phiên nó là Kim. So, so cái chữ O này nó sẽ phiên thành chữ E và O này nhá. Xong rồi Yeon á, Yeon này thì nó sẽ là chữ Y dài này. Chữ O này á, nó sẽ tương đương với là Yeon. Xong rồi cũng có chữ O này ha. O nhưng mà sau đó lại có thêm chữ ngờ. Các bạn lưu vào các cái tình huống này nhá. Biết đâu sau này các bạn sẽ cần trong những tình huống mà các bạn phải biên dịch tài liệu nó. Những cái tài liệu ví dụ như là giấy tờ kết hôn hoặc là sở hữu lý lịch này, hồ sơ xin việc này, thì thường là của người Hàn mà dịch sang tiếng Việt á, thì chúng ta sẽ phải phiên cả tên của người ta qua tiếng Việt nữa. Những cái tình huống đấy sẽ có những cái tên mà hơi khó đấy. Bất cứ khi nào các bạn cảm thấy là có những cái thông tin gì mà các bạn cần hỏi, các bạn có thể để lại dưới phần comment các bạn nhé. Nhưng mà lưu ý là mình sẽ không dịch bài hoặc là dịch CV dùng cho các bạn, bởi vì đó là phần mà các bạn nên hoàn thiện, nên làm ha. Các bạn nên làm trước cái bản của mình, sau đó gửi cho mình và để mình xem và góp ý cho các bạn thì hay hơn là các bạn nhờ mình dịch hẳn một đoạn dài hay gì đó. Bởi vì mình cũng có làm biên dịch và thường là làm các bạn dịch ấy, thì thường mình sẽ có tính phí. Hoặc mà nếu mà các bạn học theo kiểu học hỏi tham khảo thì các bạn phải thể hiện rằng là mình có đóng góp vào cái bài đó. Ví dụ như là các bạn có làm rồi nhưng mà các bạn không biết đúng hay sai thì các bạn có thể là nhờ mình kiểm tra và góp ý ha, chứ mình không làm sẵn cho các bạn nhé. Nam chỉ rồi thì bắt đầu cái bạn gì nhỉ, Ichihun, cái bạn Ichihun này bắt đầu lại gửi mail cho Nam. Thì có lẽ là Kim Soyeon này là cái người mà gửi cho Ichihun là không thân với Ichihun, cho nên là người ta dùng cái đuôi kết câu rất là lịch sự. Ví dụ như Hetsoyo nè, Imnida là Chuseyo ha. Còn ở đây chúng ta sẽ dùng cái kê này ha, kê là rất là kính trọng ha. Còn ở đây Nam chỉ thì chắc là Ichihun với Nam là quá thân thiết với nhau, cho nên là chúng ta không có từ kê đúng sau nữa ha. Ở đây không có kê này ha, đó. Rồi, tức là Nam này, Nam kia, cái thằng Nam kia đó, Nam này nhỏ ha. Đó thì mình ở mức độ thân mật rồi. Aka seji 30분 쯤 한국 여행사 이지훈 씨가 비행기 표 시간을 물어보려고 전화했어요. Câu này hơi dài không? Vì cái đoạn ngắn nhìn có vẻ nó dài. Aka có nghĩa là hồi nãy á, lúc nãy á ha. Aka ha, hồi nãy lúc nãy. Seji 30분 쯤에 à, vào khoảng 3:30. Nếu như bạn nào á đọc cái bài này mà các bạn còn bị quên mất cái cách đọc giờ phút á, thì hãy gửi cái thông tin ví dụ như gửi với phần bình luận là cô ơi hoặc là bạn ơi, em không biết là cái phần này là đọc giờ đọc phút như thế nào, có thể hướng dẫn lại cho em, thì mình sẽ gửi cái đường link. Mình có một cái video hướng dẫn cái bài mà đếm tiền với lại đếm để cách mà đọc thời gian ha, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì bạn nào thường là trong cái bài này á, sẽ có những bạn phát hiện ra là mình bị mất gốc. Bị mất gốc thì phải tìm lại gốc thôi đúng không? Không có cách nào là không có cách nào mà đi đường tắt được đâu, cho nên là cố gắng là gì, tìm lại cái phần mình bị mất ha. Rồi, 30분 쯤, 쯤 là gì, khoảng ha. Vào khoảng lúc 3:30 đó thì Hankook 여행사, công ty du lịch, 여행사 là công ty du lịch đúng không? Hankook là Hàn Quốc, hoặc là cái tên của công ty du lịch đó là Hankook luôn các bạn nhé. Các bạn có thể luôn để luôn chữ là Hankook luôn ha. Ví dụ như là ở Sài Gòn á thì mình thấy có rất là nhiều những cái công ty nó để luôn chữ như thế này. Hankook. Hơi bị khó viết. Hankook ha, Hankook 여행사 Ichihun 씨가 ha, là gì, cái cô mà Lee Ji Hoon của cái công ty du lịch Hàn Quốc đó, Hankook đó, Bihengi Pyo Chikaneul Buraboryoko Chenhwa Soyo. Thì cái Ryoko Chenhwa Soyo này mình đã giải thích ở đoạn kia rồi, có nghĩa là gì, cô này đã gọi điện thoại đến để hỏi về cái thời gian của cái vé máy bay ha, thời gian của cái vé máy bay. 비행기 표 시간을 바꿀 수 있으니까 걱정하지 마세요. Ở đây chúng ta có cấu trúc gì ạ? 을 điền su 있다 cộng với 으니까 là gì ạ? Vì là có thể làm gì.
Rồi, vì hẹn kịp giờ thì gần đây bà quên số 있으니까 걱정하지 마세요. Chúng ta có hai cái cấu trúc thôi. Riêng số ita và ư đi ca. Riêng số ita là gì? Vì là có thể làm gì cho nên là có cho hai chỉ mở CEO, đừng có lo lắng ha. Bởi vì là có thể thay đổi được giờ của cái vé máy bay cho nên là bạn đừng có lo lắng. Kriko y memo bồ nhân, nếu như mà và Kriko là và, nếu bạn đọc được cái tin nhắn này thì Hàn Quốc giờ hàng sai chiều chị kể chuẩn ha CEO, thì bạn hãy làm sao, hãy gọi điện thoại đến ha. Chúng ta sẽ dịch từ cuối ha. Nếu nè thì sao, nếu mà bạn đọc thấy tin nhắn này rồi thì hãy gọi điện thoại ha, đi theo cái chuỗi mũi tên mình đi nhé. Hãy gọi điện thoại nè cho cái cô Lee Chi Hun của công ty du lịch Hàn Quốc ha. Ek ở đây chúng ta dùng gì, nghĩa là cho ha, cho Kim Min Chun. Rồi chúng ta phiên những cái tên anh này ra, Kim Min Chun. Chun thì mình sẽ để chỗ này đi, Chun. Rồi, mình đã xong được đoạn này rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ qua đoạn tiếp theo coi là có cái nội dung gì nữa không nhá. Rồi, hình như là đoạn này nữa xong là sang City. À rồi, chúng ta sẽ xem cái đoạn này, có vẻ chữ nhỏ quá. Đây, rồi, mình phóng cho nó to lên rồi nè. Chúng ta sẽ xem cái nội dung email này. Chúng ta có là phóng to lên, có vẻ chữ nó xấu nhỉ. Rồi, đây chúng ta thấy đây, Ponen Saram có nghĩa là gì ạ? Người gửi không? Cái này các bạn đã học có phần định ngữ rồi chứ nhỉ? Ponen Saram có nghĩa là người gửi này. Panen Saram chúng ta đọc là Panen. Panen Saram không có là bọc là Panen Saram cho nó nặng nề nha. Pan, Panen ha. Panen Saram, nguyên tắc là mềm âm. Nguyên tắc biến âm là người nhận đó các bạn ha. Ponen là anh cha là gì? Cái ngày mà gửi cái mail này ha. Rồi, Chemok, Chemok là gì ạ? Chemo, đề mục hoặc là chủ đề của email đó ha, chủ đề của email nhá. Và chúng ta cùng xem nè. Chân hoa bồn hồ quá, hẹt sư bồn hồ rí, alia chú xeo. Alia chú tả các bạn. Chúng ta có từ alia chú tả, có nghĩa là cho ai biết cái gì, hoặc là chỉ cho, hoặc là dạy cho, dạy bảo, chỉ bảo ha. Cho ai biết cái gì ạ? Trần Hoa Bồn Hồ qua số điện thoại và Taxi Bồn Hồ là gì? Cái số fax các bạn nha. Rồi, Hương Sĩ Chán chí nè xì. Chúng ta có từ chí nè tả là từ gốc nha, là gì? Còn xì chí á là kiểu dạng kính ngữ. Chí là đối kết câu ở dạng gì nhỉ? Để mà xác nhận lại tình trạng của người kia ha. Mặc dù mình biết là bạn này chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng mà mình vẫn dùng cái đuôi kết câu chiyo để người kia xác nhận lại ha. Chan chinesi chiyo, bạn có khỏe không, mọi việc có thuận lợi không, ý ý kiểu câu này là vậy ha. Hoang chi Hàn Quốc học kiểu khoa sao một gì đấy. Chân hai bồn hồ qua phép sư bồn hồ rồi bồ rô bồ rêu cô bây rồi tụi đi xoay. Hương này bây rồi Studio style mail. Chúng ta đi từng từ một nhé. Han Hakyo khoa Samusil là gì ạ? Hakyo khoa Samusil. Hakyo là trường học này. Khoa Samusil thì nó lại có nghĩa là văn phòng khoa. Văn phòng khoa của trường học ha. E có nghĩa là của đây này ha. Chân hoa bồn hồ và phép sư bồn hồ rồi. Bravo Rio ha, nghĩa là gì? Tức là mục đích là để hỏi cái số điện thoại và cái số fax của cái văn phòng khoa ở trường đó. Thì cho nên là bạn ấy là gì? Mail Studio. Chúng ta có từ tư đi tả các bạn. Tư đi tả ha. Tư đi tả ở đây là dạng kính ngữ ha. Nó là dạng kính ngữ của gì? Chu tả đó. Chu tả ha. Chu tả ha. Cho hoặc là gửi cho ha.
Tôi đã gửi cái mail á, cái này là MAI và L đó các bạn, mail ha. Tôi đã gửi mail để mà hỏi nha về số điện thoại và số fax, được chưa? 그리고 몇 시쯤 전화하면 민 교수님과 통화할 수 있을까요? Ở cái đuôi đề nghị, cái đuôi câu đề nghị hoặc là rủ rê. Và ha, 그리고 몇 시쯤, khoảng mấy giờ đó, 전화하면, nếu mà gọi điện thoại, 민 교수님 là gì? Giáo sư Min ha. Qua thông hoa ha tà là gì? Qua thông hoa ha tà là gì? Nói chuyện điện thoại với cái người đó, cái giáo sư đó ha. Câu này mình nên dịch là và mình nên gọi điện thoại với giáo sư Min vào khoảng mấy giờ, và nếu như mà gọi điện thoại thì gọi vào khoảng mấy giờ thì là ok đó ha. 좀 가르쳐 주세요. À, bạn chỉ cho mình với nhé. Tôi giật lạc kêu, kêu, đuôi câu hứa hẹn, đuôi câu hứa hẹn, mình sẽ liên lạc nữa nhé. Mình vẫn giữ liên lạc với nhau nhé. Anh nói kêu seo, bởi vì là trong cái văn hóa của người Hàn á, viết email hoặc là viết thư hoặc là gọi điện thoại thì bao giờ cái người nhận cái cuộc điện thoại đó cũng nên là cái người mà gì? Được chào hỏi là ở lại bình an. Tức là người ta là người nhận mail thì là gì? Cái người này đã dừng bút trước. Người ta đã dừng bút trước rồi, cho nên là chúng ta vẫn dùng cái dạng là gì? Tạm biệt người này trước, ở lại bình an ha? Ở lại đọc cái thư đấy ha. Ở lại đọc thư đấy ha. Rồi. Han chi won dream, chúng ta sẽ có là gì? Han chi won. Chi won W Dream là gì ạ? À? Kính thư nha. Dream có nghĩa là kính thư. Rồi. Vậy kỹ quá, không biết có bị chậm video, các bạn có con thấy nhàm chán không? Nếu như các bạn cảm thấy video nó dài dòng quá, các bạn có thể góp ý nhá. Nói là mình có thể là làm cho nó bớt dài dòng đi, hay là sau đó nhiều khi mình đang làm bài cái mạch của mình á, tự nhiên cái mình hứng thì mình nói nhiều lắm, nên là sợ các bạn nghe nhiều các bạn buồn ngủ. Rồi, cái phần trên này giống như trên mình cũng đã nói rồi. Rồi, re này là trả lời nè. Cái chữ re này là trả lời ha. Reply á, nó có nghĩa là cái chữ reply trong tiếng Anh đó các bạn. Re là chữ viết tắt ha. Reply trong tiếng Anh này ha. 안녕하세요, 한지원 씨. Chào bạn 한지원. 잘 지냈었지요? Bạn khỏe chứ? 과 사무실에 전화번호는? Cái số điện thoại của văn phòng khoa đó là cái số này ha. 반사 다시 사 다시 222 0 다시 8210이고. Thay vì lúc nãy chúng ta có là 입니다, bây giờ liên từ chúng ta dùng từ 고, 이다 cộng với 고, 이고 ha. Đó là cái số điện thoại này, và 팩스 번호는, và cái số fax đó là cái số này ha. Rồi. 이에요. 국제 전화 번호를 하실 때는, nhấn mạnh là nên á, nhấn mạnh nên ở đây nó nhấn mạnh là gì? Động từ cộng với riêng te, động từ mà cộng với riêng te, động từ cộng với ơn hoặc là riêng te có nghĩa là gì? Khi mà bạn làm gì. Và chúng ta sử dụng thêm nên ở đây ấy, nó có nghĩa là gì? Nhấn mạnh cái lúc mà bạn đang làm cái việc gì đó. Khi mà bạn gọi điện thoại quốc tế, cục chê dân hòa ha. Mình cho dân dân il hoặc là không không il, dân dân hoặc là không không thì đều được. Dân á thì chúng ta là cái chữ này nè, dân là không hoặc là không, đúng không? Dân dân không hoặc là không không il, dân dân il hoặc là không không il nil duruko là gì ạ? Duruta nhấn bấm. Trước tiên thì bạn phải bấm cái số 001 nè. 다음에 국가 번호를 누르세요. Rồi sau đó là bắt đầu bạn nhấn cái mã quốc gia. 국가 번호, mã quốc gia. 001 là mã quốc tế, sau đó đến mã quốc gia rồi mình đến cái số điện thoại đó ha. 민 교수님께서는 ha. 보통 께서는 nó bằng với lại gì ạ? Nó bằng với lại nên. Ha, nó bằng với lại nên. Ha.
Nhưng mà chúng ta nhấn mạnh lên kính ngữ ha, kế sau nữa, bổ sung 10시부터 11시까지 khóa sa무실에 갈 수 있습니다. 캐시다 là kính ngữ của ít ta ha. Thông thường là gì ạ? Giáo sư Min thì là sao nhỉ? 계십니다 là có mặt ha, có mặt ở văn phòng. Từ bù thơ các chị từ 10 giờ đến 11 giờ ha. 그러니까 vì vậy cho nên 11시에서 11시 사이에 chúng ta có cái từ 사이에 á. 사이에 là gì? Trong cái khoảng giữa từ 11 giờ 10 giờ đến 11 giờ. Giữa hai cái mốc đó ha, giữa hai cái mốc đó 사이에. Danh từ cộng danh từ. Danh từ 에서 cộng với danh từ 사이에. Danh từ 에서. 에서. Xong rồi lại danh từ. Ha, rồi cách ra 사이에. Trong khoảng giữa 10 đến 11 giờ. 통화하실 수 있습니다. Thì bạn có thể gọi điện thoại cho thầy. 여기가 ở đây ha. 한국보다 두 시간 느리니까 là gì nhỉ? Vì là ở đây. 느리다 là trái ngược của lại 빨리다 là gì? 느리다 là chậm hơn. Bởi vì là gì? Ở đây thì thời gian nó chậm hơn so với Hàn Quốc là 2 tiếng. Ví dụ như bây giờ thời gian mà các bạn nhìn thấy trên màn hình là 8 giờ 20 thì bây giờ bên Hàn nó sẽ là 10 giờ 20 tối các bạn nhé, tối. Bây giờ là 8 giờ 20 rồi đấy ha. Rồi. 한국에서 거실 때는 거시다. Rồi xem nào. 한국에서 거실 때는 cái từ거실 다 đó. Từ đợi xíu mình xóa bớt để mình làm cho nó đỡ rối này. Koshida đó chính là động từ korinda, tức là gọi điện thoại đó. Nhưng mà khi nó kết hợp với lại korinda, chuyển hóa rồi korinda các bạn, korinda, korinda ha, mình sẽ các bạn nhìn rõ quá, korinda. Nhưng mà nó kết hợp với lại si đã si đã thì cái region này mà kết hợp với si ốt á thì nó sẽ bị mất đi, nên chúng ta sẽ gọi là co si đã, mà si đã lại cộng với lại region te á thì nó sẽ là co si te, rồi nó lại cộng với lại region te này ha. Nên là khi mà bạn gọi điện thoại từ Hàn Quốc ha, Hàn Quốc kế sau là gì, từ Hàn Quốc ha, eso ở đây á. Chúng ta cũng có thể dịch là gì? Khi mà bạn gọi điện thoại ở Hàn Quốc, tức là từ nơi bắt đầu là nơi Hàn Quốc, hoặc là Acer, các bạn cũng có thể ngầm hiểu rằng trước nó là một cái danh từ xảy ra cái hành động gì ha. Thì hành động của nó là gì? Koshita nè, koshin tenen nè ha. Paris Acer Kushi à không. Nhầm nhầm nhầm. Do Paris Acer ha. Trời ơi sao lại làm tai hại dễ sợ. Vẫn còn nhầm được. Mặc dù kinh nghiệm đã dày dặn mà vẫn còn bị nhầm nhẫn cái số thần hàng về hắn hàng. 11시에서 9시 사이에 거시면 된 거예요. Là có nghĩa là gì? Thì nếu như mà bạn gọi điện thoại ở Hàn Quốc á, thì gì? Ví dụ như lúc đó 10 giờ á, thì chúng ta sẽ Hàn Quốc sẽ sớm hơn sớm sớm hơn ở Việt Nam á, thì là gì? 8 giờ bạn ở Hàn Quốc gọi về Việt Nam thì là gì? Thì các bạn gọi ví dụ như giáo viên ở bên này 10 giờ làm việc thì 8 giờ các bạn lo làm việc gọi là vừa ha. 8 giờ hoặc 9 giờ các bạn gọi là vừa đấy. Có xin nhắn thuê coi yêu có xin tả chính là cái co xin đen này luôn ha. Thuê coi yêu chúng ta có cấu trúc thì động từ cộng với lại từ biến tên đà nếu làm gì thì được ha. Tên đà tên đà tên đà nếu làm gì thì được hoặc là nên làm gì ha. Chrome anh nhớ ghi kia vậy thì chúc bạn ở lại bệnh nhân nhé. Tức là chúc cái người đọc thư cuối cùng đó ha. Hà Nội về số Hương Dream. Tức là Hương là cái người mà viết cái email này đấy. Hà Nội về số là gì, từ Hà Nội Hương kính thư ha. Rồi, như vậy là mình đã xong cái nội dung bài đọc của cái bài số 7 Xuân Hoa tiếng Hàn
luyện đọc tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2.